Chí Hiện và Phương Quỳnh xin chào quý khán giả đã đến với kênh SCTV 14. Mùa hè đến rồi, không biết là anh Chí Thiện của chúng ta đã có kế hoạch đi du lịch ở đâu chưa ta? Bữa giờ thì công việc bận rộn và nhiều đến như vậy thì làm sao mà có thể đi du lịch được. Nhưng mà nếu mà có một tour du lịch á, anh sẽ đến với miền Tây. Và ở đó sẽ có những rặng dừa nè, có những con sông nho nhỏ và có những cái cầu tre. Thôi, cái khung cảnh mà lãng mạn và yên tĩnh như vậy á thì chắc chắn sẽ làm cho tâm hồn mình sảng khoái và thoải mái hơn rất là nhiều. Đúng là nghệ sĩ thì thường có tâm hồn lãng mạn mà. Nhưng mà em thấy mùa hè người ta thường hay đi biển hay là đi núi nè. Mà sao tự nhiên anh Chí Thiện lại tìm về miền Tây sông nước vậy ta? À đúng rồi, là tại vì dạo này á, anh đang mê mẩn ca khúc chủ đề của bộ phim Đi Qua Mùa Mưa được phát sóng vào lúc 16:45 trên kênh truyền hình SCTV 14 đó. À, anh Chí Thiện nói em mới nhớ nha. Hôm trước khi mà xem đến cuối phim á, em có nghe một ca khúc có những câu hò điệu lý trong cái phần điệp khúc nè, mà em không có biết tên ca khúc nên em không có tìm nghe lại được. Đó chính là ca khúc Tiếng Hò Bên Sông Hậu, một sáng tác của nhạc sĩ Lã Văn Cường và được trình bày qua giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ Bích Lệ. Bây giờ xin mời quý vị khán giả cũng như Phương Quỳnh cùng thưởng thức ca khúc này nhé.
Đúng là ca khúc này rồi đó anh ơi. Và ca khúc này nghe sao mà nhớ quê da diết. Chắc là mùa hè này em cũng bắt chước anh Thiện đi về miền Tây sông nước một chuyến quá. Ê ê khoan nha, đi chơi cũng đừng có quên nhiệm vụ đó. Tại vì á, trên kênh SCTV14 đang chiếu rất nhiều bộ phim hay. Và quý vị khán giả cũng đừng quên đón xem bộ phim đó nha. Còn bây giờ, Chí Thiện và Phương Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại.